Việt Nam 30 ngày ở Sài Gòn. Thứ Năm, ngày 15 tháng 5, một phút mặc niệm để tưởng nhớ 2 triệu người chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam, lễ mừng chiến thắng. Tất cả các thành viên chủ chốt của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đều có mặt trên lễ đài, nhưng chính quyền lâm thời chưa nhân cơ hội này để chính thức nắm quyền. Hiện thời, Ủy ban Quân quản vẫn điều hành tất cả các sự vụ thường ngày. Tại Sài Gòn, cuộc sống chính trị vẫn tiếp diễn. Sự im lặng kéo dài này gợi mở nhiều câu hỏi. Người dân Sài Gòn đổ ra đường tham gia hoặc cổ vũ diễu hành. Nhiều người là do tò mò, nhưng cũng có nhiều người tham gia do nghĩ rằng họ phải hoặc nên làm như thế để tránh bị kỳ thị. Với một số người, đó thực sự là một bữa tiệc mừng tự do. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Hầu hết người ta đến để xem, để hiểu, để làm quen với chính quyền mới, những người sẽ quyết định tất cả tương lai của họ. Ngày 30 tháng 4, Sài Gòn được giải phóng hay thất thủ, tùy vào quan niệm của mỗi người. Từ 2 tuần trước đó, người ta không còn vẻ khiếp sợ, những lời hù dọa về Cộng sản nữa, thay vào đó là những hy vọng. Cán bộ mặt trận giải phóng, bà Nguyễn Ngọc Dung giải thích theo cách của mình về mục tiêu cũng như diễn biến của cuộc đấu tranh suốt 30 năm qua.
Người Sài Gòn nói riêng và nhân dân miền Nam nói chung quan niệm thế nào về chủ nghĩa xã hội? Đối với họ, trước tiên, đó là độc lập và hòa bình. Và tôi biết, phần lớn người dân đều tin rằng, với sự ra đi của người Mỹ, với sự sụp đổ của chế độ chư hầu của Mỹ, chúng tôi sẽ có một hòa bình và độc lập. Du régime satellite des États-Unis, nous aurons la paix, l'indépendance. Vâng, nhưng thưa bà, chủ nghĩa xã hội không phải chỉ là độc lập và tự do, mà còn là những khác nữa. Đúng vậy, nhưng với họ, nhiều người còn chưa biết chủ nghĩa xã hội là gì. Với họ, điều quan trọng là một cuộc sống đầy đủ, có ăn, có mặc, được học hành. Và đó chính là những mục tiêu mà chúng tôi, chính phủ cách mạng lâm thời đặt ra cho cuộc đấu tranh của mình. Mục tiêu quan trọng nhất là làm sao để cho tất cả mọi người dân đều được ăn no, mặc ấm và được học hành, ít nhất là như vậy. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện đời sống cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho riêng một nhóm nào. Mais on fera tout pour que le niveau de vie soit amélioré et pour tout le monde, pas pour une poignée de gens. Theo như bà nói, tôi nhận thấy rằng rất nhiều người dân miền Nam Việt Nam sẵn sàng tham gia vào nỗ lực hòa bình và tái thiết đất nước, cho dù họ sẽ phải chấp nhận một số thay đổi về điều kiện vật chất. Nhưng rất nhiều người lo lắng sẽ hình thành một thứ chủ nghĩa xã hội như họ vẫn lo sợ. Đó là một thứ gì đó rất kham khổ, rất khắc nghiệt. Và họ không sẵn sàng cho điều đó. Bà sẽ giải thích với họ thế nào về điều này? Không biết tôi có lạc quan quá không, nhưng tôi tin rằng điều đó sẽ qua rất nhanh thôi, và chính là do bộ máy tuyên truyền của chính quyền Thiệu đã nói toàn những điều dối trá. Chẳng hạn, họ nói rằng những người cộng sản, những người cách mạng sẽ ngăn cấm mọi tổ chức hội hè, gặp gỡ bạn bè. Họ nói rằng cộng sản cấm phụ nữ mặc quần trắng, sơn móng tay đỏ, vân vân. Vậy nên, khi người dân được chứng kiến sự thật, họ sẽ nhận ra rằng đó chỉ là những lời bịa đặt. Và vậy thì, những điều khác cũng là nói dối thôi. Rồi họ tuyên truyền rằng trẻ con sẽ bị tách ra khỏi cha mẹ, được nuôi tập trung và cha mẹ chỉ được gặp con mình nếu được phép. Như ông thấy đấy, họ không thể làm bất cứ điều gì để chống lại chúng tôi. Để làm cho người dân sợ hãi, họ đặt điều vu khống, và khi người dân sống cùng với những người cách mạng, họ thấy điều ngược lại. Pour faire peur aux gens, ils inventent des choses. Et maintenant que la population, tout d'un coup, vive avec les révolutionnaires, ils voient que c'est le contraire. Nhìn bề ngoài, Sài Gòn không có nhiều thay đổi. Nhiên liệu khan hiếm hơn, nhưng người ta vẫn xoay sở để có thể chạy xe trên đường. Những người lính áo xanh vóc dáng nhỏ nhắn, các anh bộ đội như người ta vẫn gọi, hiện diện khắp nơi trong thành phố, ân cần và hiền hậu. Bầu không khí hòa bình, xe lẫn những lúc căng thẳng, như trong những ngày trước khi chúng tôi rời đi. Những chiến sĩ được miền Bắc gửi vào tham gia chiến đấu, rồi những du kích quân miền Nam được khám phá một cuộc sống mới lạ, nhộn nhịp, sau bao nhiêu năm vật lộn giữa làn danh sinh tử và gian khổ trong rừng. Những người Sài Gòn tập làm quen với tiếng loa phóng thanh, đang phát đi những khẩu hiệu mà ai cũng thấy lạ lẫm. Anh vô đây chừng nào rồi trở ra Hà Nội? Tôi không biết. Điều này còn lệ thuộc vào thời hạn thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi.
bài học chạy xe trong thành phố, các anh bộ đội được tiếp cận với những vật dụng của phương Tây. Tôi là Tùng, tôi là quân giải phóng. Các quân nhân được nghỉ phép về đến Sài Gòn, được người dân hân hoan chào đón. Tôi xa gia đình khi con trai tôi mới 3 tuổi. Giờ cháu nó đã lên 7 và đi học rồi. Trước Dinh Độc Lập và khắp nơi trong thành phố xuất hiện những cuộc biểu tình, meeting ít nhiều mang tính tự phát. Một chiến dịch giáo dục tư tưởng bắt đầu. Người dân Sài Gòn vốn tò mò và sẵn lòng tiếp nhận đều là những học sinh giỏi. Những ngày đầu tiên, không còn cảnh sát, không còn lực lượng trị an. Người dân Sài Gòn vốn sẵn tính vô kỷ luật, tranh thủ gây tắc nghẽn các ngã tư. Các bạn trẻ thuộc Ủy ban Nhân dân Cách mạng cố gắng điều tiết giao thông ở mức độ tương đối. Các cuộc biểu tình rầm rộ khiến người dân Sài Gòn thuộc lòng các khẩu hiệu và hòa vào niềm phấn khởi chung. Ta có thể cảm nhận được ở đây niềm vui hòa bình, niềm tự hào rạng ngời và men say độc lập, nhưng đồng thời cũng có thể thấy nỗi lo lắng về một cuộc sống mới được quản lý có lẽ là quá mức. Anh không thấy có gì khác biệt giữa người miền Bắc và người miền Nam? Không, tôi nghĩ lúc này chúng tôi vẫn có thể quý mến nhau. Người ta nói dân Bắc khó tính hơn, có đúng không? Trước kia thì người ta nói thế, còn bây giờ thì không phải như vậy à? Đúng là không phải như vậy. Ông có thấy lo lắng khi ở đây toàn dân Bắc? Tôi thấy bây giờ họ còn nồng hậu hơn cả người miền Nam. Tôi không rõ lắm, nhưng mà tôi cảm thấy tự do và hiện tại tôi thấy hài lòng. Ông không sợ chủ nghĩa cộng sản à? Tôi chẳng sợ gì cả. Tôi sống ở đây và tôi phải chấp nhận điều đó. Bà Ngô Bá Thành, một nhân vật nổi tiếng thuộc thành phần thứ ba, thể hiện hy vọng vào một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng riêng cho miền Nam Việt Nam. Có vẻ quan điểm của bà giống với phần lớn người dân Việt Nam. Cách mạng thành công không có nghĩa là lựa chọn giữa Bắc hay Nam, giữa hai chế độ, mà hơn hết là sự tổng hòa của hai thái cực. Trong đó, thành phần thứ ba phải có trách nhiệm, ít ra là vai trò của chúng tôi, thực hiện sự tổng hòa đó bằng cách giữ lại những mặt tốt và loại bỏ những mặt xấu, sao cho đạt được sự kết hợp vì lợi ích tối cao của quốc gia. Theo hướng đó, tôi hiểu rằng chính phủ mới, nếu muốn thành công, thì phải là chính phủ của toàn thể dân tộc Việt Nam, chứ không phải là chính phủ của một nhóm, một đảng phái hay một hệ tư tưởng. Và đó là một phép thử lớn. Liệu những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam, chứ không phải chỉ đại diện cho Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, cho tín đồ Phật giáo hay Công giáo? Làm thế nào để người dân cảm thấy nhà cầm quyền đại diện cho mình, bảo vệ mình? Đối với tôi, đó là một vấn đề. Sự sụp đổ này là sự sỉ nhục đối với nước Mỹ, là niềm vui của người thắng cuộc, niềm hạnh phúc bình dị của những người không bao giờ nghi ngờ vào kết quả của cuộc chiến. Và niềm tin đó giờ đây đã được khẳng định.
ont démoli le fameux monument aux morts de la place Leloy qui montre deux marines marchant ensemble au combat, l'un poussant l'autre. Cette chute, c'est l'humiliation des Américains. C'est le signe de la joie des vainqueurs. Une joie paisible, ils n'avaient jamais douté de l'issue de la guerre et voilà leur foi confirmée. Bà cảm thấy thế nào khi tiến vào Sài Gòn với đoàn quân giải phóng? Đương nhiên, chúng tôi không quá bất ngờ. Chúng tôi biết rằng cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ thành công với việc giải phóng hoàn toàn đất nước. Chúng tôi không bất ngờ, nhưng chúng tôi thực sự vui mừng bởi vì cuộc đấu tranh của chúng tôi đã kéo dài quá lâu, với quá nhiều mất mát hy sinh về người và của. Cho nên, chúng tôi tràn ngập niềm vui bởi cuối cùng, dân tộc chúng tôi đã có thể chấm dứt được chặng đường dài đau khổ của mình. Bà cảm thấy đó là hòa bình? Tất nhiên, bởi vì chúng tôi nhận thức rằng chừng nào những kẻ xâm lược ngoại bang vẫn còn hiện diện trên đất nước này thì sẽ không thể có hòa bình. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ cho chúng tôi thấy điều đó. Một điều thật đơn giản, nhưng chẳng ai nghĩ đến. Ngay cả tôi, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được dạy rằng nước Pháp là mẫu quốc. Khi đó, chúng tôi tự hỏi liệu có phải là số phận đã xếp đặt chúng tôi sẽ mãi mãi bị đô hộ. Và rất nhiều người, thậm chí gần như là tất cả những người mà tôi biết đều nghĩ rằng chúng tôi là dân thuộc địa và sẽ mãi mãi là như vậy cho đến hết đời. Nhưng chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng con người không phải sinh ra là để trở thành nô lệ. Tất cả mọi người đều phải được tự do. Chính chế độ thực dân đã biến chúng tôi thành nô lệ và chúng tôi có thể trở thành một dân tộc tự do, độc lập như bao dân tộc khác. Đó là một chân lý có vẻ giản đơn, nhưng ban đầu không ai biết và phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu và tin vào điều đó. Tôi luôn dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh là bởi chính người đã truyền cho chúng tôi niềm tin đó. Người đã giải thích cho những người dân thường, những phụ nữ mù chữ rằng để nuôi lớn một đứa trẻ, phải cho chúng ăn từng muỗng, nuôi dưỡng chúng trưởng thành. Phải cần tới 9 tháng 10 ngày để đứa trẻ hình thành và đến với thế giới này. Và rồi, phải cần thêm bao nhiêu năm nữa thì một đứa trẻ mới có thể trưởng thành. Chúng ta không thể giành được độc lập cho đất nước trong ngày 1, ngày 2. Và tôi tin rằng đó là những sự thật hiển nhiên mà tất cả mọi người đều hiểu. Và chúng tôi tin vào ngày chiến thắng và ngày độc lập như tin vào ngày mà đứa trẻ được nuôi dưỡng sẽ trưởng thành và trở thành một người vĩ đại. Et je crois que ce sont des vérités qui sont très simples et que tous les gens comprennent. Et on y croit comme on croit au jour de la victoire et de l'indépendance comme on croit à ce que l'enfant qu'on nourrit va grandir et devenir une grande personne. Vài ngày trước khi chiến tranh kết thúc, xung quanh Sài Gòn, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt. Lực lượng cách mạng tấn công dồn dập. Bà Dung biết rõ, phía mình đã thắng, nhưng những người khác, những người lính trẻ này vẫn tiếp tục chiến đấu. Hy vọng hay vô vọng, ta cũng không biết nữa. Một số chiến đấu vì thói quen, vì logic chiến tranh. Một số khác, chiến đấu vì sợ hãi tương lai và vì lý do chính trị. Tôi không sợ chết vì tôi là một người lính. Tình hình hiện nay rất xấu, rất nghiêm trọng.
nhưng không phải là không có lối thoát. Tôi cho rằng nếu quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể cầm cự được thêm một thời gian nữa đủ thương lượng với phía Cộng sản, chúng tôi có thể đạt đến các thỏa thuận có thể chấp nhận được. Ông cảm thấy có thể chung sống được với những người cộng sản không? Nói một cách thành thật, tôi không phải là tư sản, nên về quan điểm vô sản mà nói, việc chung sống với những người cộng sản với tôi không phải là vấn đề lớn. Quan điểm về sự tự do thì còn phải xem thế nào. Tuy nhiên, nếu bây giờ mà chấp nhận thất bại ngay, thì theo tôi sẽ là thảm họa. Nếu chúng tôi có thêm thời gian một vài năm nữa để hai phía, phía Cộng sản và phía Cộng hòa, tìm cách hiểu nhau, thích ứng với nhau, thì tôi nghĩ là sẽ ổn. Nếu ai cũng tìm cách bỏ chạy, buông tay, chỉ lo cho bản thân mình, thì tất cả sẽ chấm hết. Trên con đường chạy qua Xuân Lộc, chỉ cách Sài Gòn 50 km, người ta vẫn còn tin vào điều đó một cách mơ hồ. Binh lính thuộc Sư đoàn 18 Việt Nam Cộng Hòa được điều động chiến đấu. Họ đang chuẩn bị phản công. Một công sự sơ sài được tạo ra nhằm cố gắng bình ổn một mặt trận không còn tồn tại. Sư đoàn 18 đang chờ đợi một cuộc tấn công trực diện. Nhưng bộ đội giải phóng không bị sa vào hố trận này và chuyển hướng tấn công theo thế gọng kìm. Sáng ngày 27 tháng 4 đã diễn ra trận chiến thực sự cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Tại Trảng Bom, cách Sài Gòn 40 km, khán giả đã được xem các hình ảnh này trên bản tin thời sự. Đó là tư liệu cuối cùng mà chúng tôi có thể chuyển về Paris trước khi liên lạc bị gián đoạn trong một tháng sau đó. Tại Hố Nai, một làng công giáo nhỏ, nằm cách Biên Hòa 12 km, một trạm gác quân sự được đặt để kiểm soát con đường dẫn tới Xuân Lộc vừa thất thủ cách đây vài ngày. Christian Hoche, phóng viên của báo Le Figaro, dừng xe ngay sau xe của chúng tôi. Ở bên phải màn hình là phóng viên của hãng Gamma, Michel Lauren. Jean-Pierre Mocardo chạy lui sau ra dấu cho xe, người phụ trách âm thanh. Kính chắn gió của ô tô chúng tôi bị vỡ vụn do sức ép của mảnh pháo. Xe của báo Le Figaro bị trúng mảnh pháo. Lauren đang chạy phía sau. Favel bỗng quay đầu ngược trở lại. Christian Hoche không làm theo. Dân quân tự vệ của làng bắn về phía bộ đội Việt Nam đang tiến đến. Một trong hai người bọn họ quay lại chiếc xe ô tô của đồng nghiệp. Đội quân thường trực đã bỏ trốn. Chỉ còn lại dân quân tự vệ.
L'armée régulière a fui. Seuls les miliciens résistent. Không được rút lui trẻ em à? Không được, phải đợi quân đội đến. Nếu chết cũng phải để chết cùng nhau chứ. Chứ bây giờ mình cứ đi lẻ tẻ chết rồi ạ. Chúng đã tấn công tiền tuyến của chúng tôi. Không thể hiểu nổi, chúng quá đông mà chúng tôi thì không có vũ khí tối tân nên phải chạy trốn thôi. Chúng tôi bắn nó lại trong cái chắn kiến xa đó. Thì nó lên thì tụi tôi lại bắn nó lại dạt xuống thì nó tiến lên nhiều quá thì tôi có ít súng nên tự về thì tụi tôi không có vũ khí. Đánh làm gì nữa, quân đội cũng chạy hết rồi. Tôi phải tìm cái gì đó để ăn, nhưng không thể làm được vì đã quá sợ hãi. Một quân đội khác là quân đội tản cư dài vô tận. Chỉ có một số dân quân tự vệ người Công giáo chạy từ Bắc vào trước đó là còn cố bám trụ trước cổng làng. Quân đội thường trực đã tháo chạy. Giữa quân cách mạng và Sài Gòn, chỉ còn lại một số lính cảm tử, lính bộ binh và lính dù. Đội quân tản cư lại khăn gói lên đường một cách vô địch giữa những đợt tấn công cuối cùng của quân cách mạng. Phần lớn người tản cư là người miền núi, và đây có thể là lần tản cư thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ 10 của họ. Xa lộ Đại Hàn, cách Sài Gòn 15 km. Người tản cư không được phép vào trong thành phố. Những chiếc xe nhà binh hoảng loạn sượt qua những đoàn người, để lại những phần thân thể vương vãi trên đường.
les réfugiés marchent toujours, sans un mot. Đoàn người tản cư vẫn lầm lũi bước đi, với một sự can đảm lặng lẽ khiến người ta kinh ngạc. Đây là cảnh hỗn loạn cuối cùng, sự khốn khổ cuối cùng của một cuộc chiến đằng đẵng đang dần kết thúc. Thứ hai ngày 28, hai ngày trước khi kết thúc, trên cầu Sa Lộ nằm ở cửa ngõ Sài Gòn, thậm chí không thể nói tới một trận chiến. Chỉ còn một vài lính bộ binh cố bảo vệ cây cầu trước một quân đội đang tiến vào như vũ bão. Và trận chiến vì danh dự này chỉ được trực thăng yểm trợ. Từ phía bên kia chiến tuyến, những bóng người đang tới và đó là lính bộ binh của quân đội Cộng sản. Trong lúc đó thì tại Sài Gòn đang diễn ra một cuộc mặc cả chính trị. Việc Tổng thống Thiệu từ chức đã đẩy quá nhanh. Quá trình sụp đổ không thể tránh khỏi về mặt quân sự. Người kế nhiệm ông là Tổng thống Hương cuối cùng cũng phải chuyển giao quyền lực. Hay nói đúng hơn là tất cả những gì còn lại của ông ta, tướng Dương Văn Minh, chỉ còn đủ thời gian để đầu hàng và tránh cho Sài Gòn khỏi bị hủy diệt bởi những loạt pháo kích và bắn nhau trên phố. Rõ ràng là đã quá muộn cho một thỏa thuận chính trị. Thứ ba ngày 29, mở màn cho hồi kết. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, đường phố không còn một bóng người. Tất cả đều đã chạy về nhà ẩn nấp. Các ngả đường đều bị phong tỏa, không ai được rời khỏi Sài Gòn. Nếu mà tử bất hảo trộm cướp hoặc gây rối ngoài công lộ, các lực lượng an ninh đã được chỉ thị bắn hạ ngay tức khắc. Người Mỹ coi những người Việt Nam chúng tôi như những con lợn không hơn không kém, điều đó là chắc chắn. Ông có nghĩ là mình sẽ trốn được không? Trốn được không ấy à? Phải hy vọng chứ biết làm thế nào? Vẫn còn cơ hội mà, phải hy vọng để mà sống chứ. Gia đình ông thì thế nào? Gia đình tôi đang kẹt lại ở đây. Trước Đại sứ quán Hoa Kỳ, bầu không khí càng trở nên sôi sục, nơi rất nhiều người Việt Nam đang chen lấn, sẵn sàng bằng mọi giá để lên được trực thăng. Để khỏi cảm thấy nhục nhã vì bỏ đồng minh quá sớm, người Mỹ đành nấn ná ở lại cho đến phút cuối cùng. Nỗi hoảng sợ đột nhiên lan từ người này sang người khác và rất nhiều người không hiểu vì sao. Bạn đi nói chuyện.
Hàng chục, hàng trăm chiếc trực thăng nối đuôi nhau đáp xuống nóc tòa nhà Đại sứ quán Mỹ và các tòa nhà của người nước ngoài. Các quan chức Sài Gòn chỉ có thể mang theo một số tài sản ít ỏi đựng trong một chiếc túi nhỏ, đang thấp thỏm chờ đến lượt mình để đưa lên các tàu thuộc hạm đội 7, để rồi được đưa tiếp tới Guam và Mỹ. Người Việt Nam đã phải trả tới 15.000 đô la để có thể ra đi. Những cảnh tượng bạo lực kinh hoàng đã diễn ra ở cảng biển do lực lượng hải quân được trang bị vũ khí canh giữ. Chỉ riêng người Việt Nam phải trả rất nhiều tiền để được lên những chuyến xe chạy về hướng sân bay Tân Sơn Nhất, đến với những chuyến bay cuối cùng. Tại sao các ông lại chạy? Thấy mọi người chạy thì chúng tôi cũng chạy thôi. Các ông đi khỏi Sài Gòn à? Chắc thế. Các ông có sợ họ không? Sáng thứ tư, khi chiếc trực thăng cuối cùng còn chưa cất cánh, thì các tòa nhà của Mỹ đã bắt đầu bị cướp phá. Tất cả, từ các đại sứ quán, các tòa nhà cao tầng, đến các căn hộ vắng người, đều bị vơ vét một cách có hệ thống và trật tự, không hề có cãi lộn ẩu đả. Cảnh sát và binh lính mặc sắc phục hay thường phục cũng mặc sức khua khoắng như một sự trả thù cuối cùng, một cách tự thỏa mãn sự giàu sang của quá khứ. Dù sự giàu sang không đủ làm nên số phận. Mọi chiến sĩ của chúng tôi đều hiểu rằng những người làm việc cho Mỹ, những tay sai hay kẻ trục lợi
từ chiến tranh phần lớn đều là nạn nhân của chính sách đồng hóa, của vũ lực hay tiền bạc. Bản thân chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng đau lòng rằng những đồng bào của mình lại chính là nạn nhân của điều đó. Mặt trận dân tộc giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời luôn giáo dục cán bộ và chiến sĩ của mình rằng dân tộc của chúng tôi là một. Nếu một số người Việt Nam trở thành tay sai là bởi chính những kẻ xâm lược kia. Khi quân xâm lược đã bị đánh đuổi, thì những ai muốn trở lại làm người Việt Nam lương thiện đều sẽ được nhân dân chào đón. Et s'il y avait des collaborateurs, c'est parce qu'il y a des agresseurs. Et tant que les agresseurs s'en vont, alors les collaborateurs, pour ceux qui veulent toujours rester vietnamiens, honnêtes, ils sont accueillis par le peuple. Có nghĩa là chính quyền cách mạng mới sẽ không trừng phạt những người thuộc chế độ Sài Gòn. Parce que ce n'est pas la peine. Đúng vậy, bởi vì điều đó không cần thiết. C'est l'impérialisme. Chính chủ nghĩa đế quốc đã chia rẽ chúng tôi, làm chúng tôi phải đau khổ. Chúng tôi không có lợi ích gì trong việc làm đồng bào của mình đau khổ hơn nữa. Ở đây sẽ không có trừng phạt. Nếu có trừng phạt, thì điều đó phải dành cho những kẻ đã gây ra chiến tranh, khốn khổ cho dân tộc chúng tôi. Những kẻ đó mới đáng bị trừng trị, chứ không phải là những người thuộc chế độ Sài Gòn. Trận chiến quân sự đã kết thúc. 11:30 thứ tư ngày 30, quân cách mạng tiến vào Dinh Độc Lập, nơi tướng Dương Văn Minh đang đợi họ. Một trang sử mới mở ra, chế độ cũ bị xóa sổ một cách nhẹ nhàng như thể lịch sử đã được viết ra từ trước. Chúng tôi đã bắt được Dương Văn Minh, mới trở thành Tổng thống từ 2 hôm nay, đề nghị tất cả mọi người trật tự. Tôi trao lại quyền hành cho những người xứng đáng hơn tôi rất nhiều. Một số binh lính bại trận vẫn tiếp tục xả súng vào các tòa đô tránh Sài Gòn. Đây cũng là cái kết đối với người đàn ông này. Viên đại tá của lực lượng quân cảnh Sài Gòn đã nã súng vào chế độ cũ rồi kết liễu đời mình. Một cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Những tù binh ở Dinh Độc Lập. Thôi, các anh bỏ tay xuống, một người lính khai thắng trận nói. Chưa bao giờ trong lịch sử người ta chứng kiến một sự thay đổi chế độ nhẹ nhàng và ít có trả thù cá nhân đến vậy. Một tín hiệu cho tương lai, khi mà mỗi người có thể giải thích tùy vào việc họ tin tưởng hay sợ hãi, dù rằng có lẽ vẫn còn là quá sớm.
Trật tự bắt đầu được lập lại trên thành phố đã trở nên vô chính phủ này. Những đứa trẻ mới 12-13 tuổi đi tuần trên phố với những khẩu M16 của Mỹ sẵn sàng nhả đạn. Người ta gọi bọn chúng là bọn cao bồi. Chúng là mối nguy hiểm lớn nhất trong giai đoạn chuyển giao đầy bất trắc này. Học sinh sinh viên đang dọn sạch Sài Gòn khỏi những rác rưởi của quá khứ, một hình ảnh vừa thực tế, vừa mang tính biểu trưng. Chúng tôi dọn rác để làm sạch thành phố. Ai giao cho các bạn công việc này? Chẳng ai giao cả, chúng tôi tự làm thôi. Bạn này bảo bạn kia, và hôm nay đã có tới vài trăm bạn tham gia. Hôm nay, chúng tôi định dọn sạch khu vực xung quanh trường học. Hỡi đồng bào miền Nam Việt Nam, chính phủ cách mạng lâm thời đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn, và từ nay thành phố chúng ta mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Những người lính áo xanh ở lại Sài Gòn, họ làm quen với Sài Gòn và Sài Gòn cũng làm quen với họ. Thành phố dần thích nghi nhờ vào truyền thống linh hoạt vốn có của mình. Sài Gòn đã hòa vào trò chơi chiến thắng, một trò chơi không phải ngày một, ngày hai, khi thì trong niềm hân hoan, lúc lại trong ngờ vực. Những kẻ ma lanh, thậm chí quá ma lanh, đã nhanh chóng biết lợi dụng tình hình. Dân mánh lới, hay đúng hơn là bọn vô công rồi nghề như người ta vẫn gọi, lại tiếp tục hành nghề. Ngoài chợ trời, mấy người buôn kính mắt chính hiệu đang bán nốt những chiếc kính râm, kính cận làm nháy tinh vi cho các anh bộ đội chân chất. Các cô gái Sài Gòn xinh đẹp sau một thời gian phải xếp vào ngăn tủ những bộ quần áo điệu đà bị coi là đồ trụy, nay có thể lôi ra trưng diện. Xe máy, phương tiện giao thông tối quan trọng ở Sài Gòn, không đủ nhiên liệu để chạy. Những kẻ cơ hội bán xăng lậu ở các góc phố với giá 2.000 đồng một lít. Cuộc sống thường nhật dần thích ứng và lại tiếp tục một cách bền bỉ với những mánh khóe lặt vặt và tự do kiểu này. Nhưng người ta biết rằng nó chỉ kéo dài một thời gian, rằng một trật tự khác trung thực hơn, nghiêm túc hơn sẽ được thiết lập. Một số sẵn sàng toàn tâm toàn ý trải nghiệm thứ hạnh phúc tập thể này, nhưng một số khác, đó quả thực là một sự đau khổ. Để thu phục dân chúng, chính quyền nhân dân mới sẽ có những bước đi nhanh chóng hay từ từ. Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào trình độ hiểu biết của người dân. Ví dụ, ông có bệnh và tôi muốn chữa bệnh cho ông. Hiển nhiên là tôi muốn chữa khỏi nhanh nhất. Có thể vì bệnh càng ủ trong người lâu thì ông càng khổ. Nhưng thực ra, ông cần dùng một liều lượng hợp lý và một bác sĩ giỏi sẽ biết thế nào là hợp lý, chứ không phải cứ nhồi nhét thuốc vào người ông. Une dose nécessaire de médicaments pour vous guérir. Alors cette dose pour un bon médecin, je ne parle pas de mauvais médecin qui vous fourre. Ý bà là không thể có phương thuốc kỳ diệu chữa khỏi bệnh ngay lập tức.
Đúng vậy, nếu người ta nhận thấy không cần phải kéo dài việc điều trị, người ta sẽ đưa cho ông một liều lượng hợp lý. Về vấn đề này, tôi không muốn đưa ra những dự báo mà không dựa trên những cơ sở cụ thể. Tôi nghĩ, tất nhiên là các đồng bào miền Bắc không hiểu rõ tình hình, cá tính của người Nam Bộ như chúng tôi. Điều đó là bình thường. Chính vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi chịu trách nhiệm về công việc của mình, lắng nghe những người bạn miền Bắc và những người bạn khác, vì họ có thể đưa ra những lời khuyên bổ ích. Nhưng chính chúng tôi mới là người đưa ra quyết định để tránh những hành động quá hấp tấp, vội vã đối với tâm tính của người Nam Bộ. Chúng tôi làm việc tập thể mà. Chẳng hạn, khi tôi đưa ra một đề xuất quá nôn nóng, thì sẽ có người khác khuyên can rằng, ồ không, việc này cần thời gian. Đó là một công việc mang tính tập thể, và điều quan trọng là chúng tôi được quyết định. Et pour éviter des actions qui sont trop, comme vous dites, en avance sur le tempérament des gens, nous travaillons collectivement pour discuter. Peut-être je donne une formule qui est trop accélérée. Alors il y aura d'autres qui discutent. Ils disent que maintenant il faudrait encore plus de temps, je crois. C'est un travail collectif. Et ce qui est important, c'est que ce sont nous qui décidons. Như vậy là bà Nguyễn Ngọc Dung đã vạch ra con đường hợp tình hợp lý về chủ nghĩa xã hội được tất cả đồng lòng theo đuổi. Liệu rằng lịch sử sẽ chứng minh rằng bà đúng? Liệu rằng bản sắc của một miền Nam khác biệt và mang đậm tính cá nhân có được tôn trọng hơn? Quá trình thống nhất Việt Nam sẽ diễn ra một cách êm đềm với sự đồng thuận của cả một dân tộc tự hào đã giành lại được hòa bình và phẩm giá. Liệu những người chiến thắng sẽ có đủ dũng cảm và sáng suốt để không vội vã đưa Sài Gòn vào khuôn phép? Với tất cả những câu hỏi được đặt ra từ hy vọng và ngờ vực này, ta chưa nên vội vàng tìm câu trả lời. Ngục Bastille mới chỉ vừa được chiếm cách đây chưa đầy một tháng, sau 30 năm tồn tại. Cách mạng mới chỉ bắt đầu.